Anh nghĩ target to như này phải tặng ngay một cái ô tô. Tặng ô tô trong phiên livestream. Ý tưởng táo bạo này liệu có gây được hiệu ứng như kỳ vọng? Lúc đầu em nghĩ là đùa, em không nghĩ là thật. Mình thấy rất là hay. Quyền thực sự là một người khá là chịu chơi. Chỉ có anh chị Quyền Leo mới gọi là dám nghĩ, dám làm. Và một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Gia đình Quyền Leo Đại Ly đã lên kế hoạch bùng nổ gì để hoàn thành được thử thách của nghề chủ chốt? Nó sẽ còn lớn 100 gram luôn. Nó sẽ hỏng hết luôn. Tất cả sẽ có trong tập 2 của Nghề Chủ Chốt, phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC3 và 21 giờ 30 trên tài khoản TikTok TikTokShopLive.vn.